Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em Ngọc Diệp chào anh. Tôi cũng anh chào chương trình Ngọc Diệp. Kính chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Rồi anh giới thiệu bản thân đi, anh tên gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu? Tôi tên là Nguyễn Minh Hòa, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, rồi anh Hoàng à, để tiếp tục cuộc trò chuyện á, anh có cho phép em Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh như là video đăng lên mạng xã hội và không xóa được nha? Tôi đồng ý. Anh chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này? Tôi đồng ý. Rồi hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh anh Hoàng ở nhà trọ hay là ở nhà mình? Hiện giờ là ở nhà trọ. Anh Hòa đúng không? Đúng rồi, ở nhà trọ. Rồi mình làm công việc gì để mình có thu nhập sống hiện nay anh? Thì công việc hàng ngày thì chạy xe công nghệ, chung thu nhập thì cũng ổn định. Rồi cái công việc chạy xe công nghệ đó một ngày mình kiếm được vài trăm không anh? Tùy theo, nếu mà siêng thì được 300-400, còn nếu mà mệt người thì cũng được 200. Có đủ sống không? Nói chung là cũng tạm ổn. Chung là lúc còn thanh niên á thì cũng có sức khỏe đi làm để có dành dụm một ít tiền gỡ tiết kiệm. Mình lấy cái tiền lãi của tiết kiệm đó mình trả lại tiền cho nhà trọ lại, rồi cái sự ăn uống đồ mình chạy xe công nghệ thì mình trang trải qua lại. Ủa sao kỳ ta? Sao có tiền gửi ngân hàng mà không mua nhà ở anh? Thì nói chung với em Ngọc Diệp gì này là cũng muốn mua nhà lắm, nhưng mà cái tiền nó chưa có đủ. Nhà nào một căn nó cũng phải bèo lắm, là nó cũng phải 500-600 triệu là di bằng. Ở đây mình chỉ chưa có đủ tiền thôi. Chỉ mới vài trăm thôi ha, cũng chưa đủ số tiền mua nhà. Mình nói cho các chị, các quý vị khán giả biết rồi, sao có tiền gửi ngân hàng là đi ở trọ. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình như thế nào rồi anh Hòa? Hiện nay tình trạng hôn nhân thì vợ thuê xe đi xin số đề, rồi ngoại tình với là tài xế đó luôn. Rồi về đứng đơn ly dị với tôi bất ngờ luôn đó. Đã vậy còn mướn luật sư 30 triệu làm đơn ly dị gấp. Trời ơi, buồn dữ à. Là vợ anh đi theo cái anh xe đó về, rồi còn mướn luật sư ly dị, anh chưa không biết luôn. Bất ngờ luôn. Thôi cái đó mình nói nhiêu đây được rồi ha. Chào bà nè. Anh có chị có người con nào không? Có 3 người con. Rồi hiện nay các con ở với ai anh? Nói chung là có một đứa lớn thì có gia đình rồi, ở riêng rồi. Còn hai đứa nhỏ, nó lớn hết rồi. Nó có công ăn việc làm hết rồi. Ở bên mẹ. Rồi ngoài công việc chạy xe đó, anh có làm gì thêm không? Nói chung là ngoài công việc đó thì nói chung là thấy mấy người già đồ á, thấy người ta khó khăn đồ, mình giúp được có nhiều giúp nhiều, chẳng hạn như mình cho tiền ra ăn sáng thôi. Cũng phải làm những việc đó lắm. Rồi sao đó anh bình tĩnh đi anh, thấy anh cũng hơi rung rồi nè. Cũng không muốn ha, nó đã xảy ra rồi thôi. Hôm nay lên chương trình thì mình hy vọng là có một chị nào đó thì sẽ đồng cảm với anh ha, để về đi cùng anh hết con đường phía trước ha. Thôi cho nó qua đi. Giờ nè, trong cuộc sống anh có rượu bia thuốc lá gì không? Có hút thuốc. Nói chung có uống bia mà uống ít rồi. Dạng như là có điểm dừng ha. Cho giờ nó mà nó không thuốc lá, không rượu bia thì cũng có, dùng nó ít rất ít.
Nhưng quan trọng thì mình uống mình biết cảm thấy tốt, lúc nào đó mình ngưng là mình ngưng được rồi, đừng có mà bê bết tùm lum chuyện là thôi. Rồi vẫn lúc mà công việc rảnh rỗi anh có sở thích gì không? Tôi sở thích hả? Hay ca hát. Tại dạo này mình nói chung vợ mới vợ đứng đơn ly dị cũng buồn, nhưng mà mình bình tĩnh anh sao kệ nó giờ sao mình là không biết nói gì trời. Mình thôi được rồi, ngưng đây rồi kệ đi. Thôi giờ biết ca hát, giờ hát được không, làm khúc đi cho vui không khí lại coi. Biết hát gì vắng gì quên trời. Được rồi, một khúc thôi, nhớ nhiều hát nhiều thôi. Để mình nhớ coi. Từ từ nha. Hoa chinh nữ đi ha. Hoa chinh nữ không mặn mà bằng hoàng hồng kiêu xa, hoa đâu dám phe màu. Thầy mình là hát trên cái hát với nhau nó có bản nhắc đó, nên dễ hát. Ê, không sao đâu anh Bình, anh hòa với lộn làm em anh luôn, là anh kể chuyện hôn nhân gia đình ra thì anh tâm trạng anh hiện nay cũng đang rất là, nên anh cũng hơi rung, quý vị và các bạn thông cảm ha. Hiện nay hai bác vẫn khỏe hả anh? Cha mẹ dạ. Mất 10 năm rồi. 10 năm rồi. Anh có bao nhiêu anh chị em trong gia đình anh Hòa? Có hai chị gái với một anh trai, một Hòa mà anh trai mất luôn rồi. Dạ. Rồi sao bây giờ nè, trong cuộc sống thì anh có khó tính gì không? Chung hòa đồng. Hòa đồng. Hiền. Thấy anh rất là thông cảm những công việc của phụ nữ rồi. Thôi thì bên phần giới thiệu bản thân anh như vậy thôi, được rồi, xong sơ nếu hỏi nữa chắc anh khóc nữa một công nữa. Rồi hôm nay đến với chương trình thì anh đưa ra cái tiêu chí đi, như thế nào để các cô đồng cảm với anh này, các chị đồng cảm này. Chung là muốn kiếm một người phụ nữ về cùng sống với mình được trong cái cuộc đời còn lại, được mình chia sẻ những vui buồn rồi giúp đỡ lẫn nhau, mà mình muốn người phụ nữ đó là phải chung thủy. Thôi giờ đừng chung thủy nữa, giờ thủy chung đi chứ giúp đỡ biết chung thủy đâu, giờ thủy chung á. Rồi anh hiện nay thì ở một mình, ở nhà trọ thì cũng là có công việc chạy xe công nghệ, thì một mình anh thì sống nó vẫn ổn rồi, vẫn có chút đỉnh tiền để gửi ngân hàng, nói chung này nhiều ít thì cũng có không được rồi, cũng có ít tiền lời gửi tiền thì rõ nữa. Rồi là một mình anh sống cũng tạm ổn rồi đó, thì anh muốn cái chị đó về anh công ăn việc làm nè, nhà cửa gì không thì anh nói đi. Nói chung có công ăn việc làm thì nó càng tốt càng đẹp thôi. Còn không có thì anh cố gắng anh chạy xe về anh lo đó. Thì có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Hy vọng là, nhưng mà tôi phải chăm sóc cái người đó rất là nhẹ nhàng nha. Chứ không có, tôi hiền lắm. Rồi anh Hòa nè, anh đang ở trọ đó, rồi anh muốn cái cô đến bên nó có nhà cửa gì không? Nói chung thì có cũng được, không có cũng được. Bây giờ mình không có mà đòi hỏi cũng khó ha. Như anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi anh muốn cái cô đó sắp đến với anh ở vùng miền nào trên đất nước Việt Nam mình? Trung mà trên từ Vũng Tàu cho đến miền Tây đi. Đúng không? Tại đôi khi mấy vùng núi thì mình cũng thích vậy đó, nhưng mà xa quá hả? Đúng, xa thì có xa rồi đó, nhưng mà thôi giờ mình chọn từ Vũng Tàu đến miền Tây rồi, đi. Rồi anh Hòa nè, bên dụ như vùng miền thì anh cũng chọn rồi, còn phần tôn giáo anh tôn giáo gì? Bên Phật. Phật rồi, như anh muốn cái cô xuống đến với mình bên Phật hay là đạo nào cũng được? Nói chung đạo nào cũng dạy làm người, đạo nào cũng được hết. Anh nãy giờ thấy anh rất là hiền luôn nè, mà anh muốn cái cô đó là đến với anh tính tình như thế nào? Nghe không rõ.
Ý là anh muốn cái cô sắp đến với anh á là tính tình như thế nào? Thứ nhất là thủy chung đi ha. Thứ hai là hiền. Biết lo cho chồng. Ngoài đó ra còn cần gì thêm không? Chung thì cái những điều đó là quá đủ, quá đẹp rồi. Không có muốn gì hơn nữa hả? Sao dễ với người ta? đôi khi mình đòi hỏi quá cao người ta cũng không được đâu, đúng không? Thôi mình cứ theo khả năng của mình thôi ha. Đúng rồi. Thôi vậy thôi, em cũng không có hỏi gì thêm nữa, bởi vì anh Hòa thì anh cũng nói rồi, mình theo khả năng mình thôi, chứ giờ đòi hỏi quá cũng đâu có được, đúng không? Mình cứ tùy duyên đi ha. Đúng rồi. Hôm nay coi như lên thử xem còn có còn duyên hay không ha. Anh Hòa rất là hiền luôn. Nãy mới kể chuyện gia đình anh không, anh muốn khóc luôn rồi. Thôi, giờ anh gửi lời gì đến các cô luôn đi. Chung bây giờ sắp hết chương trình thì tôi cũng chúc mấy cô xinh đẹp ha. Xinh đẹp mỗi ngày đi ha. Mỗi ngày, mỗi tháng luôn. Có anh chào quý vị khán giả đi. Rung quá, quên hết rồi. Cuối chương trình tôi cũng xin chào quý vị khán giả, cộng đồng mạng. Xin chào chương trình Ngọc Diệp. Rồi, bye bye. Rồi, hôm nay em Ngọc Diệp cũng cảm ơn anh Hòa đã đến với chương trình. Trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Cho thấy anh Hòa cũng rất là hồi hộp luôn rồi. Nếu mà có em nào, mà cô nào, quý bà nào mà có thấy coi những cái clip này của Ngọc Diệp đang quay anh thì xin nhớ điện thoại cho anh nha. Rồi, cảm ơn anh đến với chương trình ha. Rồi.